Xin chào anh em, mình là Hùng và rất cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh công nghệ của Laptop TC. Trên bàn của mình ngày hôm nay chính là chiếc Dell Latitude E7370, một mẫu máy mà cũng rất lâu rồi Laptop TC mình mới về. Trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều anh em hỏi về chiếc máy này và hôm nay bên mình đã về được hàng thì mình làm video này để vừa là tung lên YouTube giới thiệu anh em những sản phẩm bên mình đang bày bán. Thì con 7370 này nó là dòng máy doanh nhân cao cấp của Dell và như anh em nhìn thấy đây, nó là chiếc máy màn 13.3. Nhưng mà anh em nhìn nó nhỏ gọn như một chiếc màn 12.5. Kích thước tổng thể của nó chỉ lớn hơn một tờ giấy A4 một chút thôi. Chính bởi vì là cái màn tràn viền của nó. Anh em nhìn, đây mình có thể xoay cho anh em xem. Anh em có thể thấy là chiếc máy này nó có cái màn hình tràn viền y như dòng Dell XPS mà cái dòng cao cấp nhất của Dell đó. Cái màn của nó rất là mỏng này. Chính vì vậy mà kích thước của máy thu nhỏ lại rất là gọn gàng. Tổng thể chiếc máy này nó chỉ nặng có 1,12kg thôi. Rất là nhẹ, rất là gọn và nó rất là mỏng. Đây anh em có thể nhìn như này. Với chiếc máy này thì rất là phù hợp với những anh em nào hay phải mang đi mang lại này. Mang ra các cái quán cà phê ngồi chém gió hay là mang đi gặp gỡ đối tác. Hay là các thầy cô giáo mang lên giảng đường thì con này rất là phù hợp với anh em nhé. Chiếc máy này mà đút vào cặp sách hay đút vào cốp xe thì mình cũng thấy rất là tiện. Chiếc máy này nó là màn tràn viền rất là đẹp anh em nhé. Và đặc biệt là mình đánh giá cao rất. Con máy này là có cái camera nó rất là đẹp. Nếu anh em nào mà hay gọi FaceTime này, hay gọi kiểu như là họp hội thoại thì con máy này nó có cái camera rất là tốt. Mình nhìn nó cảm giác rất là trong, rất là nét. Nhưng mà được cái lọ thì lại mất cái chai anh em ạ. Anh em có thể nhìn thấy ở đây, cái camera của nó lại vẫn kiểu như dòng Dell XPS mà đặt xuống dưới này. Nên thành ra cảm giác nó hơi bị hất lên. Nhưng chất lượng hiển thị của nó thì rất tuyệt vời. Con máy này còn có một cái công nghệ bảo mật rất hay, đó là bảo mật vân tay. Thì cái công nghệ này thì anh em là cũng có rất, nó xuất hiện rất nhiều trên dòng Dell Latitude rồi. Và anh em nào dùng thì có thể cài cái bảo mật vân tay vào đây để sử dụng. Đây là bảo mật vân tay của nó này. Ngoài ra nó còn có một cái công nghệ nữa là Computer Child. Cái công nghệ này giúp anh em là có thể quản lý thiết bị này từ xa và chống mất trộm, chống đánh cắp dữ liệu. Và đặc biệt là khi mà máy có thể bị mất thì anh em có thể điều khiển máy từ xa rất là tiện lợi hoặc có thể biết được vị trí của máy. Đây là một công nghệ bảo mật rất là hay. Cấu hình con máy này thì cũng rất là cao, nó được sở hữu con chip Core M56i57. Con chip này nó tương đương với con chip i5 thế hệ thứ 6 của anh em nhé, 2 nõi 2x4 luồng. RAM của nó là dạng RAM 8GB NDDR3. Cái RAM này là RAM tiết kiệm điện và ổ cứng của nó là chạy ổ SSD NVMe 256GB. Card của nó là card on HD Graphics 515. Với cấu hình này thì anh em có thể là làm các tác vụ văn phòng này, lướt web hay là chỉnh sửa ảnh bằng Photoshop nhẹ nhàng thì con máy này đảm bảo ok hết anh em nhé. Với cấu hình này thì anh em có thể mở trục tab Chrome thì máy vẫn chạy rất là trơn mượt. Máy thì được làm bằng các cái vật liệu cũng rất là cao cấp. Tổng thể máy thì làm bằng các cái vật liệu nó tổng thể từ rất nhiều vật liệu như là ví dụ như là sợi carbon ở mặt nưng này, anh em nhìn thấy này, vân carbon rất là đẹp. Cái sợi carbon ở mặt nưng này nó chống va đập, chống sốc rất là tốt và đặc biệt là nó giúp chiếc máy nhẹ hơn. Còn các cái khung gầm của nó thì bằng hợp kim magie cũng rất là chắc chắn anh em nhé. Bản nề của máy thì dạng là bản nề một trục. Đây như anh em nhìn nó rất giống dòng Dell XPS. Dạng bản nề một trục gần như là hết luôn thân máy này, giúp chiếc máy rất là cứng cáp. Nhưng mà mình lại thích con máy này hơn ở dòng XPS là chính là cái chỗ khi mà mở máy ra nó làm khoét một chút ở đây. Cái chính cái chỗ này mà anh em mở máy ra thì rất là dễ dàng. Như con XPS mà anh em mở như này thì nó không có cái chỗ nào để cạnh lên cả. Như con máy này thì nó sẽ móc ở đây rất là dễ này. Mở ra này. Và đằng sau con máy này thì nó làm hai cái đế cao su hơi nhô lên một chút ở mặt lưng này. Cái chỗ này chính là để mà khi anh em mở máy ra thì nó sẽ chạm xuống bàn trước và giúp cho cái sống lưng máy là không bị cọ sát, rất là hay nhá. Đây mình có thể làm cho anh em xem, anh em nhìn cái anh. Đấy. Đó, nó nâng con máy lên. Và khi nó nâng con máy lên thì tản nhiệt nó hút gió vào đây, nó sẽ làm cho tản nhiệt cũng mát hơn nữa, chiếc máy sẽ thông thoáng hơn rất nhiều. Màn của chiếc máy này nó có tùy chọn màn Full HD và phiên bản ngày hôm nay mình giới thiệu anh em đó là màn 3K cảm ứng. Cái con này cảm ứng của nó rất là nhạy anh em nhé. Cảm ứng đa điểm rất là nhạy. Với chiếc máy này thì anh em có thể tùy chọn màn Full HD cũng được và màn 3K cảm ứng bên Laptop TC mình cũng đều rất là sẵn. Bàn phím của con máy này thì nó là dòng đặc trưng của dòng Dell Latitude. Mình thấy bàn phím này có cái chất lượng gõ phím còn hơn cả dòng Dell XPS bởi vì hành trình phím của nó sâu hơn. Layout thì rộng rãi vừa phải và đánh không có cảm giác hụt hay là bị lệch phím gì cả.
đánh con máy này cũng rất là sướng, anh em có thể trải nghiệm cả ngày mà cảm giác nó không bị mỏi tay đâu. Tuy rằng dòng Latitude nhưng con này nó đã bỏ mất cái chiếc boy ở giữa này, và nhưng mà cái khu vực túc bác của nó thì đối với một chiếc màn 13.3 mà nhỏ gọn như này thì mình thấy nó cũng khá là rộng rãi, gì cũng khá là êm và rất là nhạy luôn. Hai cái checking này thì rất là êm, cũng không phát ra nhiều tiếng động. Các cổng kết nối của máy thì cũng khá là đầy đủ. Cạnh phải của máy thì anh em sẽ nhìn thấy là một cái khe thẻ mini SD này, một cái dặn cắm tai nghe 3.5 kèm mic luôn, một cổng USB 3.0, khe khóa. Cạnh sau máy thì là một cái thiết kế liền mạch, nhìn thì khá giống dòng Dell XPS và không có cổng kết nối nào cả. Cạnh bên trái của máy thì có một cổng nguồn dạng chân USB Type-C, một cổng USB Type-C và hỗ trợ thu nối U3. Cái cổng này thì cho giúp anh em xuất ra các cái màn hình ngoài, nó cho chất lượng hiển thị lên 4K, và đặc biệt là anh em có thể, nếu anh em là yêu thích game ấy, có thể mua thêm một cái eGPU và cắm vào cái cổng này được. Và một cổng mini DisplayPort, cái cổng này cũng có thể là giúp anh em xuất ra màn hình 4K nhé. Đây là khe SIM này. Con này thì anh em có thể mua thêm một cái card one và cắm vào thì anh em có thể dùng SIM 4G rất là thoải mái nhé, rất là tiện. Cạnh trước máy thì sẽ không có một cổng kết nối nào, chỉ có duy nhất một cái đèn báo tình trạng khi đang sạc pin ở đây thôi. Và một cái khoét như này để giúp chiếc máy mở ra dễ dàng hơn, như lúc mình nói rồi. Đây là hai cái hốc loa này. Mặt đáy của máy thì lại không có một cổng kết nối nào, cũng không có một cái hốc nào cả, chỉ có hai cái núm, hai cái chân cao su chạy dọc song song với máy như này, giúp chiếc máy nâng chiếc máy lên và đặt chiếc máy trên bàn này thì rất là chắc chắn và không sợ trơn trượt gì cả. Về chất lượng âm thanh thì con máy này cũng khá là hay anh em ạ. Cái nó có hai cái loa để ra đằng trước, chính vì vậy mà nó hắt đến người dùng, tai người dùng rất là trực diện, rất là to. Mình có thể mở cho anh em nghe một đoạn nhạc, anh em có thể tự cảm nhận nha. Rất là to, âm thanh khá là rõ ràng, con chất lượng này anh em có thể giải trí rất là tuyệt vời rồi. Ok, con máy này thì bên Laptop TC mình về cũng mới về được vài chiếc thôi, và bên mình tuyển chọn hình thức rất là kỹ, anh em có thể nhìn đây, hình thức thì lúc nào phải 95-98%, rất là đẹp luôn. Một con máy nhỏ gọn, có thiết kế rất là chắc chắn, và đặc biệt là cái màn hình hiển thị rất là đẹp, cái bàn phím gõ rất là sướng, rất là phù hợp với anh em nào hay phải mang đi mang lại, hay mang đi gặp gỡ đối tác, hay là mang lên giảng đường, hay là mang ra quán cà phê, con máy này rất là tiện nhá. Ok, máy thì hiện tại đang rất là sẵn ở hai cơ sở bên mình, 101 Lê Thanh Nghị và 257 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh em nào mà có yêu thích dòng máy doanh nhân cao cấp mà rất là mỏng nhẹ này thì có thể qua Laptop TC bên mình trải nghiệm nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở hai cơ sở bên mình.